Làm gì đây? Trước bé hơn ô ăn đi thằng to lén chỉ ăn đấy rồi đi nó biết bưới rồi nên chắc coi ông mèo luôn mình thấy ao gà đen nó ăn dây ai lấy gì đấy ai kia là thằng ba chứ quá đấy lấy nhà thả để chứ như ở vẫn còn nữa một cân nữa tao đi tao đi tiếp em đi lên em ăn đi đi vào tủ đá đi. Quay quên quay nó của cá ăn ra vô dã cá cha ăn ra nhà u mới ổ có cảm thấy như thế nào